Bao bọc trái cây em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Hôm nay xưởng em tiếp tục đóng bao bọc này và đóng túi bao bưởi để gửi tới các bác nhà mình trong miền Nam, miền Bắc. Đấy, và với túi bao bọc này thì em sẽ dồn như anh đang đóng này là 5 cân 1. Và đối với tất cả các bác mà mua bọc ổi, mua 5 cân 1 là em sẽ miễn phí ship tới tận nhà. Đấy, bọc ổi nhà em thì cũng chia sẻ tới các bác, bọc nhà em là bọc xốp 4 mùa. Các bác có thể bao vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Đấy, và quay cho các bác thì mình xem một chút về túi bọc. Ngoài ra thì nhà em sẽ bán bóng rời và chun để các bác nhà mình có về bọc độc bóng không đấy ạ. Đấy, với cái dòng xốp này nhá, quay thật gần, rất nhiều bác là thật sự là đáng buồn luôn, khi gửi tới nhà các bác bảo không đúng kích thước, các bác không nhận. Bởi vì em gửi một bao bọc ổi 5-10 cân là mất rất chi là nhiều tiền phí ship và đã miễn phí ship các bác rồi. Với cái xốp này nhà em là đo chiều dài của nó thì sẽ được là 14 cm. Các bác anh có thể bao quả ổi từ 1 kg đổ lại. Và với cái kích thước này thì em cung cấp cả đất nước để dùng nhá. Em cung cấp ra cả nước ngoài luôn. Có một bác cũng toàn mua của nhà em để gửi sang bên nước ngoài. Đấy. Và với cái kích thước này thì nó là kích thước phổ thông nhất rồi. Nếu như các bác mà yêu cầu bảo tôi cần 15 cm hay 16 cm thì các bác cứ nói rõ ngay từ đầu lúc đặt hàng nhá. Hoặc là 20 cm. Còn bọc nhà em thì chỉ có là 14 cm. Dài 14 cm như thế này này các bác này. Đấy, rất chi tiết như thế để các bác nhà mình mua sẽ nắm bắt được. Và xốp nhà em cũng không phải là dày quá mà cũng không mỏng quá, em làm trung bình thôi. Nhưng mà đặc biệt trong xốp nhà em thì lại có chống UV, chống tia cực tím, chống nắng, chống ruồi vàng, chống toàn bộ sâu bệnh ở cái dòng xốp bọc ổi này của nhà em. Đấy, và với 5 kg bọc ổi thì em đang đưa từ các bác là 600.000, miễn phí ship tới tận nhà. Đấy, hôm giờ thì cũng một bác đã dùng nhà em rồi. Sau đó thì bác bảo với cả xóm liên hệ để đặt lại. Bởi vì shop nhà em từ bóng là em đã làm cái dòng bóng siêu bền rồi. Đầu là đầu chun. Đấy, rất chi là dai. Còn với cái shop này là shop mềm dẻo, nó có sự đàn hồi lớn. Thế cho nên là các bác cứ bọc quả từ 1 cân đổ lại nha, có bác bọc la. Còn đây là bao bưởi nhà em này. Một chút em sẽ quay về bao bưởi. Bao bưởi thì đây là cái kích thước túi vải các bác ạ. Với cái túi vải này thì em đang đưa tới các bác là từ bao ổi, bao xoài là kích thước 16, 18 đấy, cho tới kích thước bao bưởi là 30, 35 là lớn nhất. Đấy, và với cái chất túi vải này nhà em cũng là chất chống UV, chống tia cực tím. Anh mở cái đầu này ra cho em đấy. Mở một bọc đấy ra, mở cả bọc đấy ra. Đấy, và chun nhá, với chun này. Như các bác thì cái chun này đã quá quen thuộc đối với các bác mà làm bưởi, làm hoa màu. Đấy, và chun này nhà em là dòng chun đặc biệt không ghẻ. Rất nhiều bác hỏi em là không ghẻ là gì. Anh mở hắn ra, bỏ hắn ra. Không ghẻ có nghĩa là khi các bác, các anh nhà mình mà sử dụng ấy thì cái chun này tới cái lúc mà mình bỏ đi rồi nó cũng không đứt. Đấy, đó là chun không ghẻ các bác anh ạ, siêu bền. Và với mỗi một lạng chun này chỉ là 20.000 thôi, nên các bác anh sử dụng được khá là nhiều luôn. Một gói này là 5 lạng nhé, một gói này là 5 lạng này các bác này. Đấy, và cái số lượng của nó được rất nhiều, các bác có thể bao bọc, bọc tái sử dụng còn được nhé. Chun, đây là chun. Còn đây là túi bao bưởi nhà em này. Túi bao bưởi này thì em có kích thước là 30-30, 30-35. Ví dụ như túi nhỏ hơn, túi bao cam ấy, bao cam, bao xoài thì các bác mua những kích thước nhỏ. Và để tư vấn các bác được tất cả các loại túi này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại em ghi ở trên cái video này nhá. Số điện thoại em đó em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác các anh. Đây, các bác các anh, đây là cái túi này. Túi nhà em là túi bao sơ dai, chống UV, chống tia cực tím, chống nắng này. 30-30, đây là 30-30 nhé, sẽ có cả 30-35 và sẽ có cả nhỏ hơn từ 18-16 là bọc cam và bọc vú sữa. Đấy, số lượng thì riêng túi vải này từ 1.000 cái là em đã miễn phí ship hoàn toàn nhé, những cái dòng túi này. Đấy, và tới bóng, đây là bóng này các bác các anh nhà mình bao bọc ổi này, có nghĩa là đầy bác thì chỉ cần sử dụng cái bóng này thôi. Các bác bọc xoài này, bóng và chun, đấy thì em cũng sẽ có bóng và chun như này. Các bác mua theo, mua lẻ 1 cân, mua từ 5 cân em miễn phí ship rồi. Cái bóng này rất chi là rẻ và 1 cân này số lượng rất nhiều. Đấy, và cũng chia sẻ tới các bác, các anh nhé. Với cái dòng túi bọc này là túi mờ, chứ nhà em không phải túi trong đâu. Rất nhiều các bác là sợ cái túi trong là nó như cái màng thực phẩm, nó dính chặt vào các bác không mở ra được, như túi nhà em không nhé các bác nhé. Đấy, mở rất chi là dễ dàng. Và tất cả những cái túi này thì đều có hai cái lỗ thủng ở đáy như này. Hai cái đầu lỗ thủng ở đáy. Đấy, đó là cái túi bóng bọc trái cây nhà em. Với cái kích thước của nó thì là dài 20 và rộng này của nó thì sẽ rơi vào tầm độ bao nhiêu nhỉ? Tầm độ 16
16 cm, chiều rộng rất là tầm 16 cm nhé. Đấy, để các bác các anh nhà mình bọc. Đấy, và bên xưởng bao trái đơn vị em thì sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, bác nào cần mua số lượng bao nhiêu như thế nào cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại 0867 nhé, em để ngay trên màn hình video đấy ạ. Đấy, và với mỗi một cái bao bọc ổi bọc xoài đấy, như các bác nhìn nhà em đóng hàng đây, em đóng hàng rất chi là gọn như này và gửi đến tận nhà các bác luôn. Đấy, số lượng thì nói chung là nhà em đã cung cấp cho toàn miệt vườn nhé. Với cái sự đảm bảo uy tín, túi bao sơ dai, chống UV, chống tia cực tím, chống nắng, chống ruồi vàng và chống sâu bệnh thì các bác hãy đến với đơn vị em Thảo nhé. Đấy, cũng rất cảm ơn là các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới đơn vị em. Mỗi bác xem video mà quan tâm nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác nhiều những cái dụng cụ nhất trong cái mùa làm cây của năm nay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.